Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giới trẻ phát sốt với những mẫu xe tay ga cỡ nhỏ. Giới trẻ đang phát sốt với những mẫu xe tay ga cỡ nhỏ khi bán những dòng như Honda SH, Vespa, Piaggio vân để mua những chiếc xe loại nhỏ gọn hơn. Xu hướng mới, một năm trở đây, xu hướng lựa chọn những dòng xe tay ga của một nhóm khách hàng trẻ tuổi ở các khu vực đô thị, đặc biệt là khu vực Hà Nội, đang có sự thay đổi rất mạnh mẽ. Từ những mẫu xe tay ga kích thước lớn, phân khối lớn từ 125-150cc sang những dòng xe tay ga nhỏ phân khối là 50cc. Dù những mẫu xe nhỏ này hiện có mức giá là không hề rẻ, từ 57 đến 70 triệu đồng. Theo khảo sát của chúng tôi, đa số những mẫu xe tay ga nhỏ đang được rất nhiều bạn trẻ ở khu vực Hà Nội săn lùng. Điều này mang từ những nổi tiếng của Honda như Dyn 50cc, Cusby 50cc, Zono 50cc hoặc Audio 50cc. Tuy là dòng xe nhỏ, phân khối thấp, một số những mẫu xe như Dyn thậm chí chỉ thiết kế dành cho một người ngồi, yên xe ngắn chỉ dành cho một người ngồi và không có chỗ để chân cho người ngồi sau. Và mức giá bán của em nó tại một số cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu ở trên phố Huế, 3 triệu, Hà Nội, hiện nay có mức giá lên tới gần 70 triệu đồng, tương đương với một chiếc Honda SH 125 hoặc có chiếc Vespa Scream đời mới. Mặc dù còn một số khuyết điểm giá bán cao, nhưng kiểu dáng độc và lạ là những cái chiếc xe này đang được làm mê mẩn nhiều bạn trẻ ở khu vực Hà Thành. Giải thích vấn đề nan giải này, anh Nguyễn Sinh Thành, một chủ cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu ở trên phố Huế, Hà Nội cũng cho biết, dù giá bán của mẫu xe Honda Dyn ở một thị trường Nhật Bản chỉ có mức giá là 210.000 yên, tương ứng chỉ có 45 triệu đồng Nam, nhưng vì nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Nhật Bản và khi về Việt Nam, sau khi áp dụng đủ những loại thuế, phí, công vận chuyển từ Nhật Bản nên giá đã bị đổi lên cũng khá cao. Hiện nay giá bán của những dòng xe tay ga nhỏ ăn khách này ở Hà Nội có mức giá dao động như sau. Cái chiếc Honda Dyn 50cc có mức giá từ 68 đến 70 triệu đồng. Cusby 50cc từ 57 đến 59 triệu đồng. Zono 50cc thì có mức giá từ 68 triệu đồng trở lên. Một số chủ kinh doanh xe nhập khẩu ở khu vực Hà Nội cũng cho biết cái sức hút mua duy trì cũng rất tốt. Hiện nay thì thời gian sắp tới họ tiếp tục đưa thêm những mẫu xe tay ga mới về chào hàng. Trong đó có những dòng tên tuổi nổi tiếng như Yamaha Bosch hay cái chiếc Honda Bentley Today. Theo khảo sát chúng tôi vào cuối tháng 3 này, dù không phải là những ngày nghỉ nhưng tại các cửa hàng xe tay ga nhập khẩu ở thời mới 224 3 triệu Hà Nội có rất đông khách hàng tới du lịch mua bán và tìm hiểu thông tin về những mẫu xe này. Anh Hoàng Anh trú tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội cũng cho biết 3 tháng trước đây chị gái của em đã bán đi cái chiếc Honda SH 125 để mua cái chiếc Zono 50cc và thấy nó có rất nhiều ưu điểm như kiểu dáng độc lạ, không đụng hàng, dễ dàng di chuyển khi tắt đường và khi dắt hoặc quay đầu cũng rất là đơn giản. Sau mấy ngày tháng sử dụng, thấy chị cũng rất là ưng ý vì chất lượng xe cũng rất tốt và rất tiết kiệm xăng. Và mới đây em cũng quyết định bán đi cái chiếc Vespa LX của mình để mua một chiếc Dyn 50cc. Theo anh Thiết là chủ cửa hàng đã chia sẻ, cái chiếc Honda Dyn 50cc hoặc là Cusby 50cc, Zono 50cc hay là Rio 50cc đều có kiểu dáng cũng rất bắt mắt, thiết kế thì hiện đại qua những nét cổ điển. Tuy nhiên giá xe tay ga nhỏ này đều được Honda trang bị những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, giống những dòng xe như là SH, như là động cơ ESP 50cc, cái chức năng tắt máy tạm thời ED Stop, hệ thống phun sinh tử EZE, hộp số vô cấp điều khiển tự động vân. Do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Nhật Bản nên giá của những mẫu xe tay ga này cũng khá cao, tương đương với những Honda SH hoặc là Vespa, Piaggio vân. Nhưng nhiều khách hàng trẻ tuổi ở khu vực Hà Nội vẫn lựa chọn, đặc biệt phần lớn khách hàng trẻ tuổi mua những dòng xe như Dyn 50cc, Cusby 50cc hoặc là Zono. Và cho biết trước đó họ đang dùng những dòng xe tay ga cỡ lớn như Honda SH hoặc là Vespa, Piaggio vân. Có lẽ những khách hàng đã cảm thấy nhàm chán vì những chiếc xe nặng nề, kích thước lớn, khó khăn di chuyển ở trong đường, hay cái sự chậm chạp trong việc làm mới kiểu dáng của nhãn sức. Hay nói cách khác, những gã khổng lồ đang bị hiếp bởi những người tí hon, anh Thuyết đã chia sẻ. Đẹp, tiện dụng, yếu tố hàng đầu để thu hút khách. Những người đã và đang sử dụng đều có những đánh giá rất tốt với những dòng xe tay ga đang gây sốt này. Chị Lan Hương là chủ cửa hàng thời trang ở trên phố Hàng Cân,
Hoàng Kiếm Hà Nội cũng cho biết. Tôi cũng đang cảm thấy với thiết kế của những dòng như Cusby mà mình vừa mới mua. Nó vừa nhỏ gọn, điều khiển cũng nhàn hạ, kể cả khi đi đường đông. Tiếng máy thì rất là êm tai, hệ thống đời mới là không gây tiếng ồn. Theo tôi cho biết, cái loại xe nhỏ gọn này, động cơ với dung tích thấp, phù hợp với những ai thường xuyên đi lại trong phố xá. Khi dùng những dòng xe có động cơ có dung tích chỉ có 50cc, không bắt buộc phải có giấy phép lái xe, nên đây chính là lợi thế khiến cho thời gian những dòng như Honda Gunz, Cusby, Juno được đông đảo các bậc phụ huynh mua cho con em của mình để làm phương tiện đi học. Tuy nhiên loại xe tay ga cỡ nhỏ này như cái chiếc Honda Cusby đều có thiết kế phần để chân rộng rãi, cốp dưới yên cũng là khá rộng để vừa hai cái mũ bảo hiểm và một số vật dụng cá nhân nhỏ. Anh Văn Huy là quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng trung tâm Moto 28 ông Ích Kim Hà Nội cũng cho biết. Cái điểm mạnh của những dòng xe tay ga phần cỡ nhỏ thấp như là Dunz, Cusby và Juno v.v. nhập khẩu đến từ Bản, kích thước nhỏ gọn nên cũng rất được thiện cảm của những người đang dùng những dòng xe tay ga lớn nặng nề. Và nó còn dễ xe chở trong những lúc tắc đường, dễ điều khiển và động cơ chỉ có 50cc, cùng với hệ thống phun xăng điện tử nên rất là tiết kiệm xăng. Tuy nhiên do mới có mặt ở thị trường nên các loại linh kiện phụ tùng thay thế, khách hàng cần phải đặt hàng từ trước. Như vậy, những cái tên tuổi nổi tiếng như Honda Cusby, Juno, Dunz, Rio, Quân đã chính thức ra nhập ở thị trường Việt Nam. Và nó là những mẫu xe tay ga nhỏ đại diện cho một cái phân khúc còn hoàn toàn mới mà các nhãn sức xe máy ở Việt Nam lâu nay không mấy quan tâm. Và trước mắt những người tiêu dùng sẽ có lợi khi có thêm những lựa chọn mới. Còn phía nhãn sức ở trong nước, họ sẽ cho ra những mẫu xe mới chất lượng cao hơn, giá bán tốt hơn nếu không muốn mất đi thị phần của mình bị cắt giảm. Cảm ơn bạn đã dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, subscribe.